vượt qua những Suzume hay One Piece để trở thành phim anime chiếu rạp hay nhất năm 2022 do Hiệp hội Điện ảnh Hàn Lâm Nhật Bản bình chọn. 3 tuần liên tiếp đứng đầu đường đua phòng vé xứ Hoa Anh Đào và là phim anime đắt khách nhất lịch sử tại Hàn Quốc. Đó chỉ là sơ lược về thành tích của The First Slam Dunk, bộ phim chuyển thể từ truyện tranh vừa đổ bộ vào Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Vậy, tác phẩm này có thật sự ấn tượng như kỷ lục của nó? Lần trở lại của đội bóng rổ trường Shohoku đã trọn vẹn hay chưa? Tất cả sẽ được phê phim trả lời ngay sau đây. Trước khi đi vào review, chúng ta cần nắm một số thông tin cơ bản về nguyên tác. Slam Dunk là bộ manga của tác giả Takehiko Inoue, được thực hiện từ năm 1990 đến năm 1996. Chuyện xoay quanh Sakuragi Hanamichi, một nam sinh cấp 3 có thể chất hơn người nhưng không được khôn ngoan cho lắm. Một ngày, Hanamichi bị vướng vào bóng rổ, môn thể thao mà cậu ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên, định mệnh dường như đã gắn chặt chàng trai trẻ với trái bóng cam. Hanamichi càng chơi càng hay, dần trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội bóng trường Shohoku. Cùng với bộ tứ Takenori Akagi, Hisashi Mitsui, Kaede Rukawa và Ryota Miyagi, nam chính đi qua từng trận đấu cam go với những đối thủ nặng ký. Từ đó, cậu trưởng thành hơn và nhận ra niềm đam mê rực cháy với trái bóng tròn. Dù đã ra mắt hơn 30 năm, nhưng Slam Dunk vẫn giữ được sức ảnh hưởng trong làng truyện tranh Nhật Bản. Tác phẩm này đã bán được hơn 170 triệu bản trên toàn cầu, lọt top 7 bộ truyện tranh ăn khách nhất lịch sử. Không dừng lại ở đó, Slam Dunk còn cổ động tinh thần chơi bóng trên khắp Nhật Bản, đến mức Hiệp hội bóng rổ tại đây đã từng lên tiếng ca ngợi tác giả Takehiko Inoue. Không ít người cho rằng đây là bộ manga thể thao huyền thoại. Tại Việt Nam, Slam Dunk đã từng được xuất bản bởi những hai đơn vị phát hành, chứng tỏ sức hút không hề thuyên giảm qua thời gian. Bên cạnh đó, bản anime chuyển thể với tựa đề là Cao thủ bóng rổ cũng rất đắt khách, từng là một phần tuổi thơ của không ít khán giả. Mình tin rằng Slam Dunk cũng thổi lửa đam mê bóng rổ cho không ít anh em ngoài kia nhờ một cốt truyện máu lửa, năng động và rất thực tế. Slam Dunk xuất sắc như vậy nên khi tác giả Inoue thông báo ông sẽ đạo diễn và biên kịch phần phim điện ảnh mới nhất, cộng đồng người hâm mộ đã từng đứng ngồi không yên. Đến khi ra rạp, phim lập tức càn quét thị trường Nhật Bản, sút bay thế giới Pandora của James Cameron để độc chiếm ngôi vương phòng vé. Vì sao The First Slam Dunk lại có màn thể hiện phi thường đến như vậy? Sau đây mình sẽ đưa ra câu trả lời dưới góc nhìn cá nhân. Trước khi tiếp tục, chúng ta cần làm rõ với nhau đôi điều. Mình sẽ review dưới góc nhìn một người đã cày nát Slam Dunk và rất có cảm tình với thế giới thể thao đầy sôi động này. Mặt khác, mình cũng sẽ cố gắng đặt địa vị vào những khán giả chưa biết đến bộ truyện gốc để video có thể bao quát nhất có thể. Như rất nhiều video review khác, mình sẽ tập trung vào những khía cạnh cơ bản sau: hình ảnh, âm thanh và câu chuyện. Trước hết là hình ảnh. Ở mảng này, mình có thể khẳng định The First Slam Dunk là một phim rất đáng trải nghiệm ngoài rạp dù bạn có biết bộ truyện gốc hay không. Phim mở ra với khung cảnh hoài niệm khi từng chàng trai Shohoku hiện lên qua nét bút phác họa. Nhờ đó mà những người hâm mộ như được đưa thẳng về hơn 270 chương của bộ truyện gốc, mà khán giả mới cũng phải trầm trồ trước sự chỉn chu của ekip làm phim. Tất cả những cảnh sau đó cho thấy Inoue hiểu đứa con của mình đến thế nào. Ông áp dụng công nghệ 3D cho những cảnh chơi bóng và lựa chọn này đã đem lại hiệu quả tuyệt vời. Nếu trong bản anime, nhân vật di chuyển có phần máy móc, khó nắm bắt thì ở bản phim mới, nhờ công nghệ thiết kế hiện đại, mọi bước di chuyển đều rất mượt mà và thực tế. Không dừng lại ở đó, phim còn khắc phục được hạn chế cố hữu của những trang truyện, đó là tính liền mạch trong những pha hành động. Lấy một ví dụ một cảnh trong truyện tranh, bạn có thể hiểu là nhân vật đã thực hiện kỹ thuật gì, nhưng những bước chuẩn bị trước đó thì khá mơ hồ vì giới hạn của một trang giấy. Còn với bộ phim, nhờ tốc độ khung hình cao và những góc máy đa dạng, nhà làm phim dễ dàng tái hiện những pha bóng biểu tượng một cách trực quan, không để khán giả phải tự hình dung chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhắc đến trực quan thì mình cảm thấy phần hình ảnh được trau chuốt đến mức những chi tiết nhỏ nhất cũng trở nên sống động. Đó là tiếng dồn bóng, tiếng giày thi đấu mài trên sàn, tiếng rổ rung ngọt lịm, tất cả đều được thực hiện chỉn chu tới mức bạn sẽ cảm thấy như đang xem một trận bóng rổ chuyên nghiệp. Hoặc như một trường đoạn gần cuối phim, khi máy quay bắt cận vào nhân vật, bạn có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi đang nhễu xuống cằm, thấy từng sợi tóc chuyển động giữa sức nóng khủng khiếp của trận đấu. Mặc dù mang hơi thở của thời đại mới, nhưng đạo diễn Inoue vẫn không quên những giá trị cũ. Giải rác trong phim là những khung hình đúc nguyên từ bộ truyện không sai một ly, nhưng ở định dạng 3D đem lại cảm giác vừa lạ vừa quen cho người hâm mộ mà cũng thỏa mãn những khán giả mới. Đặc biệt, phim vẫn giữ nguyên tính thực tế đã làm nên bản sắc của Slam Dunk. Không có chuyện là dừng bóng trên không đến vô tận để nhân vật nói chuyện chán chê rồi mới kết thúc tình huống. Mọi diễn biến được xử lý rất nhanh gọn, dứt khoát, thậm chí một số câu thoại còn bị lược bỏ, đảm bảo trải nghiệm thể thao chân thật nhất có thể. Tuy nhiên thì không phải cảnh nào cũng căng thẳng và máu chiến như thế. Xen giữa những trường đoạn đối kháng 3D là những cảnh 2D vẽ tay mềm mại. Cách làm này đã không chỉ tạo khoảng nghỉ cho phim mà còn đưa người hâm mộ trở về quá khứ để họ nhận ra đây vẫn là Slam Dunk mà mình từng mến mộ. Có một cảnh đầy cảm xúc trong phim được vẽ tay mà mình sẽ không tiết lộ nó là gì để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn.
Các bạn chỉ cần biết là nét vẽ hệt như truyện tranh mà vẫn khiến chúng ta đồng cảm với nhân vật. Hình ảnh đã hay nhưng phần âm thanh cũng là một điểm sáng. Phim sở hữu những bản nhạc tràn đầy năng lượng, dễ dàng lôi kéo sự chú ý. Mình cảm thấy phần nhạc nền cũng tự kể một câu chuyện với đủ các cung bậc cảm xúc. Ban đầu, khi Shohoku mới ra sân, những bài hát cất lên vô cùng khí thế, cho thấy sự tự tin của các cầu thủ. Về sau, khi tinh thần của đội trùng xuống, nhạc cũng trầm lắng để rồi bùng nổ ở những thời khắc quyết định khi cả nhân vật đã lấy lại quyết tâm. Nhắc đến âm thanh, cũng không thể bỏ qua những khoảng lặng trong phim. Sẽ có thời điểm bạn sẽ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đập bóng và giải chạy, thậm chí có những khung hình chẳng có tiếng gì luôn. Nhưng sự im lặng ấy hoàn toàn có chủ đích, nó đưa khán giả vào nội tâm của từng nhân vật, khiến chúng ta dán mắt vào trái bóng, nín thở chờ đợi từng diễn biến và cuối cùng là vỡ òa trong sung sướng. Nhìn chung, phần hình ảnh 3D có thể sẽ không thuận mắt với những người đã quen với bộ truyện gốc. Biểu cảm nhân vật đôi lúc còn thô cứng và chưa được tự nhiên. Nhưng điều đó không thể làm lu mờ công sức của đội ngũ làm phim. Hơn nữa, tất cả những điểm mạnh kể trên đã làm mình tạm quên đi một số phân cảnh chưa được trọn vẹn. Còn với những khán giả mới, đấy không chỉ là trải nghiệm điện ảnh mà là một trận bóng rổ thực thụ. Dù đôi khi có vài pha xử lý hơi ảo ma Canada một tí, nhưng hầu hết diễn biến trên sân đều bám sát với bộ mông bóng cam ngoài đời thật. Vừa được xem phim vừa được xem bóng rổ quả là một trải nghiệm hấp dẫn. Cơ mà nói gì thì nói, chỉ hình ảnh thôi là không đủ. Một bộ phim chỉ thật sự hay khi nó sở hữu câu chuyện đủ tốt. Slam Dunk có đáp ứng được yêu cầu này không? Với mình thì The First Slam Dunk đã kể một câu chuyện trọn vẹn. Trước khi nghe mình giải thích, chúng ta cần đi qua nội dung chính của phim đã. Chuyện phim dựa trên một trong những giai đoạn giàu cảm xúc nhất của bộ truyện, đó là trận đấu với Sano, đội bóng rổ cấp 3 cực mạnh tại Nhật Bản. Đội hình chính của Shohoku giữ nguyên, nhưng phim không đặt điểm nhìn vào Sakuragi Hanamichi nữa. Thay vào đó, vai chính chuyển sang cho tay hậu vệ nhỏ con Ryota Miyagi. Dưới cương vị là một người đã đọc truyện thì mình thấy đây là một sự lựa chọn hợp lý, bởi thực chất Miyagi là người có quá khứ khép kín nhất của đội Shohoku. Qua những trang truyện, Inoue đã tiết lộ kha khá về 4 thành viên còn lại, chỉ còn chàng trai này là còn nhiều khuất tất. Vì vậy, rõ ràng Miyagi có nhiều đất phát triển sẽ gây bất ngờ cho những người hâm mộ. Từ đó, nhà làm phim đi sâu vào đời tư của chàng hậu vệ nhỏ con, cho chúng ta thấy mối quan hệ phức tạp giữa cậu và gia đình. Lý do khiến Miyagi yêu bóng rổ đến như thế, cùng với đó là những gánh nặng và mối lo mà số 7 luôn canh cánh trong lòng. Nhờ vậy, người hâm mộ sẽ được giải thích về những nét đặc trưng của Miyagi, chẳng hạn như là lý do cậu luôn đeo hai chiếc băng tay khác màu hay vì sao cầu thủ này nhảy ném không tốt. Tuyến truyện của Miyagi không quá dài nhưng được thực hiện đủ sâu để lột trần cậu, mang tới cái nhìn thực tế và chua xót rằng tay đánh rổ ngầu thế này thực chất lại phải chịu đựng rất nhiều tổn thương. Theo mình, ngay cả với khán giả đại chúng, việc thưởng thức câu chuyện dưới điểm nhìn của Miyagi cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị. Bởi hành trình của cậu ấy vô cùng thực tế, đánh thẳng vào những vấn đề mà không ít người trẻ gặp phải. Tiêu biểu như gánh nặng khi làm con cừu đen trong gia đình, sự mất kết nối với người thân và cảm giác tồi tệ khi thất bại trong chính sở trường của mình. Vì vậy, mình tin rằng ai cũng sẽ nhìn thấy bản thân trong câu chuyện này, dù nó được bọc bằng lớp vỏ gai góc, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của những cậu trai gân guốc. Nói Miyagi là nhân vật chính không có nghĩa là đạo diễn bỏ quên những người khác. Trong trận đấu đầy khốc liệt với Sano, mỗi thành viên Shohoku đều có đất riêng để tỏa sáng. Ví dụ như là trung phong đội trưởng Akagi, khán giả được biết cầu thủ này yêu đội bóng trường Shohoku ra sao và ám ảnh với thắng lợi đến thế nào. Hoặc là bậc thầy bắn ba Mitsui. Phim không quên đào sâu vào quá khứ của hậu vệ số 14, cho khán giả thấy anh từng bất hảo ra sao và đã làm gì để quay đầu hướng thiện. Đặc biệt, tất cả những chi tiết này đều kết nối trực tiếp tới câu chuyện của nhân vật chính Miyagi, tạo cảm giác liền mạch và dễ chịu. Cơ mà tác giả không kể chuyện kiểu máy móc kiểu như là chỉ bên nguyên tắc lên màn ảnh đâu. Điểm và tuyến truyện của Mitsui và Akagi là những tình tiết hoàn toàn không có hoặc đã được biến tấu so với truyện tranh, chẳng hạn như là cách Mitsui nhận ra sai lầm hoặc là xích mích giữa đội trưởng Akagi và Miyagi. Đáng chú ý, những thay đổi kể trên đều rất hợp lý với tính cách của nhân vật, giúp fan lâu năm cảm thấy vừa lạ vừa quen mà người xem mới cũng thoải mái tận hưởng. Nhắc tới dàn cầu thủ thì làm sao có thể bỏ qua cặp đôi trẻ đánh Hanamichi Rukawa, linh hồn của Shohoku? Trước hết là Rukawa, anh chàng vẫn thế, tính tình lạnh như băng nhưng đánh thì gắt hơn lửa, rất giống với nguyên tắc. Đạo diễn Inoue cũng không quên lồng ghép cuộc đấu tay đôi giữa Sawakita của Sano và Rukawa, vừa gợi lại quá khứ cho fans, vừa tạo ra những pha bóng bùng nổ trên cầu trường. Và giờ là Hanamichi, dù không còn là nhân vật chính nhưng lúc nào xuất hiện là boy tóc đỏ lại chiếm hào quang lúc đó. Những nét đặc trưng nhất của cậu vẫn được giữ nguyên, từ thái độ ngổ ngáo, bất chấp cho đến tinh thần thi đấu hừng hực như một chiến thần. Tất cả tạo nên bầu không khí rực lửa tại nhà thi đấu, trung hòa với một vài khoảnh khắc trầm lắng từ tuyến truyện của Miyagi. Nếu bạn từng yêu thích Hanamichi thì chuẩn bị tinh thần nhé, bởi có rất nhiều khoảnh khắc biểu tượng của nhân vật này đã được đưa lên phim. Ví dụ như là lúc cậu khiêu khích cả đội Sano dù Shohoku đang thua đậm, khi cậu gắng gượng cho thời khắc vinh quang nhất đời mình và đặc biệt là cú đập tay với kình địch Rukawa.
Vậy nên mình mới nói là The First Slam Dunk là một câu chuyện trọn vẹn. Nhân vật chính có một quá trình phát triển rõ ràng, nhân vật phụ thì có đất diễn, liên kết chặt chẽ với kép chính, đã vậy còn truyền tải nhiều thông điệp nhân văn. Và quan trọng nhất, nhà làm phim đã giữ nguyên những giá trị cốt lõi của Slam Dunk mà không làm khó những người chưa biết đến manga. Nhưng nói vậy không có nghĩa là Slam Dunk là một câu chuyện hoàn hảo. Theo mình, phim vẫn còn một số vấn đề. Thứ nhất là phe phản diện. Trong truyện, Sano là một đội rất rất mạnh, đã đánh thắng đội từng đả bại Shohoku dễ như trẻ tre. Thậm chí, Inoue từng giành gần một chương chỉ để cho thấy thành viên Shohoku căng thẳng như thế nào trước khi đối đầu với Sano. Ngoài ra, truyện cũng cho thấy trận đấu này quan trọng đến thế nào với Shohoku, vì sao họ khát khao chiến thắng đến như thế. Tuy nhiên, những chi tiết này chỉ được thể hiện thoáng qua trong phim, chưa đủ để tạo kịch tính và sức nặng cho những khán giả mới. Thứ hai, đó là vai trò của Rukawa và Hanamichi thực ra là tương đối mờ nhạt. Chúng ta không được biết nhiều về tham vọng của Rukawa hay hành trình phát triển của Hanamichi từ một cậu trai lên rổ còn không biết trở thành một tay clutch shooter đỉnh cao của đội bóng áo đỏ. Nền tảng của hai người không được bồi đắp đủ nhiều nên khi họ lóe sáng, khán giả mới có thể sẽ thấy không thuyết phục. Tuy nhiên, đây đều là những vấn đề mà mình hiểu và thông cảm được, hoàn toàn không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim. Bởi lẽ, bản chuyển thể chỉ kéo dài trong 2 tiếng, việc cắt xén một số tình tiết là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, những vấn đề kể trên đều được cải thiện bằng phần hình ảnh và âm thanh quá đỗi chỉnh chu. Nghe tiếng úp rổ của Rukawa hay là tiếng ném bóng tuyệt hảo của Hanamichi khó mà thấy khắt khe hơn nữa. Đạo diễn Inoue chia sẻ, ông đặt tên phim là The First Slam Dunk vì muốn mang tới một trải nghiệm hoàn toàn mới cho cả những người biết và chưa biết bộ truyện gốc. Mình đã nghĩ đây là tầm nhìn hơi tham vọng, nhưng khi rời khỏi rạp, mình tin là vị mangaka này đã có cơ sở để tuyên bố như thế. The First Slam Dunk thật sự là một bộ phim cho tất cả mọi người. Với khán giả lâu năm, được nhìn thấy những gương mặt mình yêu quý xuất hiện trên màn bạc, đó hẳn là niềm hạnh phúc vô bờ. Đã vậy, họ còn được chiêu đãi bởi những chi tiết vừa thú vị vừa mới toanh. Còn với người mới, bộ phim vẫn sẽ là một trải nghiệm cực chất nhờ phần hình ảnh sống động, tràn đầy năng lượng và một câu chuyện dễ hiểu, dễ ngấm, lại còn thiết thực nữa. Mình nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để những người chưa biết đến Slam Dunk tìm đến bộ truyện gốc, bởi những gì diễn ra trong phim mới chỉ là một góc nhỏ trong thế giới đầy mê hoặc mà thôi. Rất hy vọng đây sẽ là đòn bẩy để nhà làm phim sống anh đào cho ra thêm nhiều phim điện ảnh truyền thể hơn nữa, qua đó thắp lên ngọn lửa tình yêu cho cả manga lẫn bộ môn nghệ thuật thứ 7. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của phim ngày hôm nay. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.